Chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Mình Chánh của Hương Ú. Thì hôm nay Hương Ú sẽ review đến cho quý anh chị mình một siêu phẩm nhà nằm mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện anh chị ha. Và bên trong ngôi nhà thì gia chủ có nói với Hương là sẽ tặng toàn bộ nội thất cơ bản bên trong cho quý anh chị, bao gồm như là một bàn ăn và một ghế salon. Quý anh chị thấy mẫu nhà này hợp duyên với mình và dễ thương thì hãy dán đồng hành với Hương để đến cuối video để mình xem tổng quan chi tiết về ngôi nhà nhé. Giờ thì em Hương Uống mời quý anh chị mình đi ra phía ngoài để mình có thể xem mặt diện của ngôi nhà. Quý anh chị thân mến, hiện tại thì Hương đã có mặt trên con đường rộng tầm khoảng là 6m, đường thông hai hướng. Cái đường này người ta có tên là đường Nguyễn Thị Tranh, anh chị ha, nằm ngoài sau lưng của trường học Hưng Long luôn, ở ngay chỗ ủy ban. Ngay chỗ ủy ban xã Hưng Long thì quý anh chị mình đối diện thì sẽ có một con đường hẻm, quý anh chị mình chạy thẳng vào thì nhà mình cách ngoài đường Hương Lộ 11, đường Đoàn Nguyễn Tấn ngay ủy ban xã Hưng Long thì đâu đó chắc nó tầm khoảng là 1.5 cây số anh chị ha. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, đường thông hai hướng. Một bên hướng bên đây thì quý anh chị mình có thể là về ủy ban xã Hưng Long, và cái hướng bên đây thì quý anh chị mình có thể là về ngã ba Tân Kim, quốc lộ 50 anh chị ha. Có hai chuyến đường cho quý anh chị vào bên trong ngôi nhà. Thì quý anh chị mình có thể quan sát trên ống kính màn hình là một dãy này có tận tới 5 căn và được hoàn thiện là một căn đầu tiên anh chị ha. Bên đơn vị Hương cũng sẽ mở bán luôn. Và diện tích của nó là ngang là 4m và dài vào tới tận là 32m. Sổ hồng ly riêng, pháp lý thì minh bạch rõ ràng, với công năng sử dụng của nó là một rệt một lầu, cho mình tới tận là 3 phòng ngủ và một không gian thờ, hai nhà vệ sinh, sân trước sân sau rất là chỉnh chu. Sân trước của mình có thể là đậu được chiếc xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ vào bên trong ngôi nhà anh chị nhé. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn luôn, bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện và vừa bàn giao. Và trước tiên bước vào trong sẽ cho mình là một lớp cửa bằng sắt 4 cánh sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn. Và tiến vào đây thì sân vô cùng rộng rãi anh chị ha, tha hồ mà mình đậu xe. Mà những quý anh chị mình mà hay đám tiệc đó thì ở đây mình có thể đãi được là 4 bàn luôn anh chị. Sân mình rộng vô cùng luôn. Và bên đây sẽ trang trí cho mình là một cái dàn cây tiểu cảnh nhìn rất là bắt mắt cho một ngôi nhà mình anh chị ha. Nhà mình là một cái kiểu mái hộp nhìn rất là sang trọng và quý phái. Giờ thì quý anh chị mình hãy di chuyển cùng Hương tiến vào sâu bên trong nữa. Và giá tổng của ngôi nhà mình chỉ có là 2 tỷ 690 triệu thôi, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ anh chị. Bên trong thì sẽ set up và tặng toàn bộ nội thất cho gia đình mình. Thì bên vách tường đây thì mình cũng trang trí những các ốp PVC giả gỗ và rơm may nhìn rất là sang anh chị nhé. Trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khói dược hợp và hệ thống đèn trang trí đã full và đầy đủ cho quý anh chị. Vì hôm nay thời gian cũng có hạn nên Hương cũng chỉ quay sơ cho quý anh chị mình tham khảo ha. Nếu như mà mình thấy mẫu nhà này được và hữu duyên với mình thì quý anh chị ơi hãy dành một ít thời gian cho Hương Uống để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế cái mẫu nhà này. Và nếu như mà mình thích cái mẫu nhà này, Hương sẽ cho quý anh chị mình gặp ngay trực tiếp chính chủ để mình nhận được một cái giá ưu đãi và tốt nhất anh chị. Và tiến thẳng ra sau thì sẽ cho mình là một cái không gian nhà bếp, tặng cho mình một bộ bàn ăn, 6 ghế ở khu vực này. Không gian nấu nướng thì gọn gàng, sạch sẽ anh chị nhé. Có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304. Ở phía trên trần của mình, ở phía nhà sau thì vẫn làm cho mình là một đèn pha lê và cả cái quạt xay nữa anh chị. Khi mà mình cùng gia đình mình ăn uống ở đây thì mình có thể mở quạt lên cho nó được thoáng và mát hơn. Nhà này thì nhà hướng Tây Nam luôn nha. Ở đây thì vẫn trang trí cho mình là một bức tranh cây đồng tè nhìn rất là sang luôn, tiền vào như nước nha anh chị. Và có một cái phòng ở phía bên dưới nữa. Nếu như mà gia đình mình có ông bà lớn tuổi, con em nhỏ thì cái phòng này Hương thấy vô cùng là tuyệt vời, tha hồ cho mình trang trí trong phòng để một cái giường, cái tủ, còn không gian trống rất là nhiều, có cửa sổ cho mình rất là mát mẻ luôn đây ạ. Quý anh chị ơi, quý anh chị xem nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, để mình có thể là đón xem nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Vì ngày nào Hương cũng sẽ lên một video cho quý anh chị. Quý anh chị mình đăng ký kênh thì mình có thể là người đầu tiên cập nhật được thông tin. Thì đây là sân sau cho mình. Về thì mình có thể là treo một cái máy đưa lên ha, để mình có thể phơi đồ, phơi đạc ở đây. Máy giặt thì để qua đây luôn anh chị. Và trong đây thì không gian nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Và giờ quý anh chị ơi hãy di chuyển cùng Hương
Mình tiến về ở cái khu vực cầu thang, Hương sẽ nói sơ lại một lần nữa. Và cái ngôi nhà này thì nó nằm là gần ủy ban xã Hưng Long. Quý anh chị mình có đi xem thì em Hương ú hẹn quý anh chị mình là nghe ủy ban xã Hưng Long ha, đi đến đó liên hệ cho Hương. Hương sẽ ra hướng dẫn và dắt quý anh chị mình vào bên trong ngôi nhà để mình có thể quan sát thực tế luôn. Và ở đây tiện ích xung quanh thì vô cùng đầy đủ. Mình đi trong vòng là chỉ có khoảng là 3 phút thôi là đủ hết tiện ích cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Bao gồm như là trường học, bệnh viện, ngân hàng, chợ búa đó, vân vân. Trong vòng là chỉ có khoảng là 2 phút quý anh chị mình đi xe máy thôi. Rất là tiện lợi cho gia đình mình. Thì bên đây thì chủ cũng tặng lại toàn bộ rồi. Mình về thì mình chỉ cần xách vali, dọn đồ và mình ở thôi. Không cần phải mua sắm gì nữa thêm anh chị nhé. Và khu vực này sẽ cho mình là bước lên không gian tầng 1. Giờ thì em Hương ú mời quý anh chị ạ. Quý anh chị thân mến, đây sẽ là khu vực không gian tầng 1 cho mình. Sẽ cho mình là tận là 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ và không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương để ở phía ngoài cho 2 phòng mình dễ tiện sinh hoạt anh chị nhé. Và tiến qua đây thì sẽ là một cái phòng ở cuối dãy, có cửa sổ cho mình, rất là thoáng và mát. Ở khu vực đây dân cư thì ở rất là đông anh chị ha. Hương thấy cái vị trí ngôi nhà này rất thích hợp cho gia đình mình nhiều thế hệ về sinh sống, từ khoảng là từ 2 đến 6 người anh chị ha. Rộng rãi thông thoáng vì diện tích nó lên đến là 130m² thổ mà anh chị. Và qua đây sẽ là cái phòng thứ hai đây anh chị. Ở trần cao ráo sạch sẽ anh chị ha. Đây là ngôi nhà mới rồi, mình về mình không cần phải làm gì lại hết, mình chỉ cần xách vali dọn đồ và ở thôi. Và qua đây sẽ là một cái phòng thứ cuối cùng, cái phòng lớn này mình có thể làm phòng thờ, phòng ngủ anh chị. Rộng rãi thoáng mát sạch sẽ, ban công rộng vô cùng luôn. Ở đây thì cái lan can mình cầm thì sẽ là bằng nhôm ha, và kính cường lực dày dặn vô cùng. Ở đây thì quý anh chị có thể quan sát sân mình rất là rộng luôn, đường thông hai hướng, một bên á thì mình ra ủy ban xã Hưng Long và một bên thì mình về con đường quốc lộ 50 anh chị ha. Tuyệt vời cho mình có hai chuyến đường vào bên trong ngôi nhà. Giờ thì di chuyển cùng Hương uống mình tiến về khu vực không gian nhà dưới, Hương một lần nữa sẽ trao đổi về thông tin nhé. Quý anh chị nãy giờ quan sát hết ngôi nhà này, quý anh chị mình thấy ngôi nhà này như thế nào ạ? Có hợp với mình hay không? Có hợp cho gia đình mình nhiều thế hệ về sinh sống hay không ạ? Thì được con cái điểm Hương thích nhất đó là con đường nhựa. Đường nhựa lên tới tận là 6 mét lận sân á, thì vô cùng là rộng luôn. Đó, sân mà tha hồ cho mình đậu xe hơi thoải mái. Gia đình mình mà có con em hay chạy giỡn vui đùa thì quá cho cái sân rộng rãi rồi. Tha hồ cho bé chơi rất là thoải mái anh chị ha. Ở Sài Gòn thì lúc nào cũng là nhộn nhịp, ồn ào khói bụi, nhà thì nhỏ mà người thì nhiều đó, nên quý anh chị mình hãy dành ít thời gian để mình có thể về một con vùng ven mà tìm một ngôi nhà toàn bộ là rộng rãi thoáng mát, bên trong thì xích úp sang trọng và quý phái, thì quý anh chị mình đừng nên bỏ qua nhé. Hãy dành cho Hương ú để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế. Và quay về vấn đề chính thì ngôi nhà mình với một cái diện tích là ngang 4m và dày vào thì tới tận là 32m, một trệt một lầu cho mình tới tận 3 phòng ngủ và một không gian thờ, hai nhà vệ sinh, có sân trước sân sau, rất là thoáng và mát mẻ. Nhà là hướng tây nam, quý anh chị đang tìm phù hợp hướng tây nam thì cũng có thể về khảo sát thực tế cái mẫu nhà này. Và giá tổng của nó chỉ có là 2.690.000.000 thôi, sổ hồng riêng còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ, vẫn có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay, chỉ cần thanh toán cho bên đơn vị Hương tầm khoảng 1 tỷ thôi là mình có thể xách vali dọn đồ vào ở rồi, còn bao nhiêu thì mình có thể vay vốn và trả qua ngân hàng anh chị ha. Bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình về cái vấn đề vay vốn, nên khi mà mua nhà bên Hương ú quý anh chị mình cứ yên tâm về mặt pháp lý nha. Bên đây thì minh bạch rõ ràng, thì kim châm của nhà xịn Bình Chánh của Hương ú luôn luôn lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của quý anh chị. Và giờ thì em Hương ú xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý và nhớ đăng ký kênh cho Hương nhé.